ngôi mộ thiên táng phát vương các đời chúa Trịnh, một cuộc đất làm nghiêng thiên hạ. Đó là cuộc đất gắn liền với câu chuyện lịch sử liên quan đến người mở đầu cơ nghiệp của các đời chúa Trịnh là Thái sư Trịnh Kiểm. Theo Trịnh Thị Bản Tông Phả Ký, tổ tiên của Trịnh Kiểm là Hưng Tổ Phúc Ấm Vương Trịnh Đặng, người làng Sóc Sơn, tên cũ là Sáo Sơn, huyện Hòa Phúc, phủ Thiệu Hóa, trấn Thanh Hóa, nay là xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Lúc bé cha mất sớm, Trịnh Đặng lấy nghề cày cấy chăn nuôi làm kế sinh nhai. Vốn là người nhân đức, nên một hôm, vào lúc trời gần tối, khi một ông già ngoài 70 tuổi gặp trên bờ sông, xin được ngủ trọ qua đêm, Trịnh Đặng đã vui vẻ mời khách lạ về nhà và tiếp đãi rất hậu. Đêm khuya, ông già bảo cụ rằng, tôi xem ông có lòng thành thực và thấy ở xứ Linh Lạc của núi Đồn bên trái dãy núi Hùng Lĩnh có một cái huyệt rất quý. Nếu táng ở đó thì bốn đời sau có thể làm nên vương nghiệp, nên tôi muốn lấy đó báo đáp lại, ông thấy thế nào? Ông trả lời, tôi nghèo hèn, đâu dám mong điều đó. Ông lão lại nói, trời và người đều thế cả, chả phải cầu mà được. Ông mới nghe theo lời ông lão mà dùng huyệt đó, đem cốt táng ở đó. Táng xong lại cùng ông lão đến phía đông núi Muộn, ở xã Biện Thượng, tìm đến xứ Ngò Thượng. Ông lão chỉ ở đó nói với ông rằng, chỗ này cũng có thể dùng. Sau đó xem bói chọn làm chỗ đặt nhà cửa để ở. Biện Thượng nằm bên bờ tả dòng sông Mã, đoạn hạ lưu, trải qua huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, trở thành nơi khởi sinh của dòng họ Trịnh 12 đời chúa. Rồi ông lão lại đến xứ Cao Cũ, chỉ vào đó nói rằng, khí đất ở đó rất quý, sau nên dùng huyệt đó mà cát táng. Khi về lại Sóc Sơn, ông lão ra đi lúc nào, về nơi nào không ai rõ. Trịnh Đặng lấy con gái họ Hoàng, làng Biện Thượng, rồi rời sang quê vợ ở và sinh ra Diễn Khánh Vương Trịnh Lan. Trịnh Lan sinh ra Dục Đức Vương Trịnh Lâu. Trịnh Lâu lấy con gái họ Hoàng thôn Hổ, làng Vệ Quốc, huyện An Định, sinh Thế Tổ Minh Khang Đại Vương Trịnh Kiểm. Khi cầm quyền ông chưa xưng chúa, nhưng Trịnh Kiểm là vị chúa tiên khởi của nhà Trịnh, người tạo dựng vương nghiệp nhà Trịnh truyền 12 đời, kéo dài 249 năm dòng, quyền lực nghiêng ngả trời đất. Trịnh Kiểm là người làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc, phủ Quảng Hóa, có sách chép ông sinh ngày 24 tháng 8 năm Quý Hợi 1503 tại thôn Hổ, gần sông Mã, thuộc tỉnh Thanh Hóa ngày nay, vốn mồ côi cha từ nhỏ, ăn ở rất có hiếu với mẹ, hàng ngày đi chăn trâu và tập trận cờ lau như vua Đinh thời trước. Lớn lên, ông là một tay kỵ mã tài giỏi, nên tướng nhà Mạc là Ninh Bang Hầu thâu nhận, giao chăm sóc huấn luyện đàn ngựa chiến hay nhất của mình ở sách Thọ Liêu. Được ít lâu, có người khuyên Trịnh Kiểm không nên cộng tác với tướng nhà Mạc nữa, vì nhà Mạc phi nghĩa. Mạc Đăng Dung cướp ngôi vua Lê năm 1527, mà hãy tìm đến Nguyễn Kim là tướng của nhà Lê để cùng chống Mạc. Trịnh Kiểm nghe theo, nửa đêm bỏ Ninh Bang Hầu trốn đi, mang theo con ngựa chiến đầu đàn. Ninh Bang Hầu hay được, rất tức giận, bắt mẹ của Trịnh Kiểm nhốt vào một cái cũi tre, lấy đá lớn cột lại, thả xuống vực nước sâu. Khi chiếc cũi chìm xuống đáy, thì đêm ấy lạ thay, nước sông như sôi lên, sấm chớp cùng mưa nguồn cuồn cuộn đổ về, nước chảy mạnh như muốn xô trôi cả hai bờ sông cũ. Sáng ra ngừng mưa, người quanh vùng hết sức kinh ngạc, khi thấy nơi vực xoáy nhấn chìm mẹ Trịnh Kiểm chiều hôm trước, bỗng nổi lên một gò đất lớn chạy từ giữa sông vào bờ, thành ngôi mộ thiên táng kỳ lạ, ôm giữ thi hài bà mẹ. Lạ hơn, phía trên ngôi mộ có một đàn vẹt đông đảo bay kín như một đám mây. Đàn vẹt đó ở rất lâu rồi bay đi, vì vậy Trịnh Kiểm mới đặt tên nơi này là Nghè Vẹt. Nghè Vẹt hiện nay là nơi thờ tự 12 đời chúa Trịnh và mẹ Trịnh Kiểm. Về phong thủy, ngôi mộ của mẹ Trịnh Kiểm ở giữa dòng sông, ba phía có các núi gồm Thổ Tượng, Hắc Khuyển, Đốn Sơn, nối nhau như dòng lượn. Phía bên kia, sông Mã nước trong như ngọc, lượn lờ giữa khoảng ruộng đồng xanh ngát. Dòng sông Bưởi từ phía đông nhập vào, chẳng khác đuôi rồng đang vẫy. Thế đất này đẹp và rất lạ, vì mang hai thế phong thủy là thế Lưỡng Long Tranh Châu và Thanh Long Hí Thủy. Biện Thượng nằm trên vùng đất, nguyên là một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ngang ra biển, giáp giới hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình. Làng Gia Miêu, quê hương của nhà Nguyễn ở phía nam của dãy núi, chôn cũ của họ Trịnh cũng chung mạch, được núi non sông nước bao quanh, che chở, giữ cho lộc trời bền lâu.
Tin đồn lan nhanh, một vài thầy địa lý đã tìm đến tận nơi xem xét địa thế của Gò Đất, rồi đoán định rằng con cháu họ Trịnh từ đây sẽ bắt đầu phát đạt lớn. Cũng từ đó truyền đi câu tiên tri: phi đế phi bá, quyền khuynh thiên hạ, tộ truyền bát đại, tiêu tường khởi họa. Câu ấy có nghĩa, con cháu họ Trịnh tuy không phải là đế, cũng không phải là bá, nhưng quyền thế sẽ rất lớn, có thể làm nghiêng cả thiên hạ, và sẽ truyền đến đời thứ 8 thì cạn phước, và họa sẽ từ trong nhà khởi ra. Trở lại chuyện phong thủy liên quan đến sự xuất hiện của các đời chúa Trịnh trong lịch sử Việt Nam qua hơn 2 thế kỷ, một số các thầy địa lý và các nhà nghiên cứu phong thủy cho rằng, Gò Đất nơi chôn vùi mẹ Trịnh Kiểm không tách rời với dòng lưu truyền của thủy, mà thủy, nước, theo cụ Tả Ao chỉ rõ, nước vân chữ bát phân minh, hai bên chảy thuận, loan hình tống long. Cửa trời trên đã mở thông, thượng phần là đấy chính long thực vào. Đại ý cho biết, khi nước chảy từ tổ sơn phân ra chữ bát, thì nguồn nước đó đang trổ cửa cho long mạch chạy tới trước. Hễ long mạch chạy tới chỗ nào, nước sẽ theo đến chỗ ấy. Khi gần khi xa, khi chia nhánh này nhánh nọ, nhưng cuối cùng cũng đến chỗ nước tụ, tức là chỗ kết huyệt tốt, nước tống giao, hạ hợp. Cũng có những thế nước chảy không tốt, bất lợi, như chỗ nước gầm réo kêu thương, thủy khấp khốc là nơi có huyệt xấu. Chỗ nào có đào hoa thủy là sẽ có người đa tình đa dâm. Chỗ nào nước chảy tràn lan như rèm cuốn, nội đường chi thủy, quyển liêm là tiền tài sẽ tiêu tán. Chỗ nào nước chảy xuyên qua thành, xoay quanh cuộc đất, thủy phản lộ, xuyên thành là trước sau sẽ bị hại. Chỗ nào nước chảy cắt chân núi, thủy tà sơn túc sẽ dẫn đến hao của, hại người. Suy ra, chỗ Gò Đất ôm thi hài của mẹ Trịnh Kiểm nổi lên đột ngột giữa vực kia, không nằm trong các thế nước chảy bất lợi nêu trên. Mà trái lại, như các thầy địa lý nói, nó báo trước sự hưng thịnh của tương lai Trịnh Kiểm, bắt đầu từ việc Trịnh Kiểm chạy đến thôn Cổ Lũng sau ngày mẹ chết thảm để vào giúp việc dưới trướng Nguyễn Kim, ông tổ khai nghiệp các đời chúa Nguyễn. Từ một kẻ nghèo hèn, sau khi mẹ mất, số phận Trịnh Kiểm có những ngã rẽ bất ngờ. Bấy giờ ông tổ khai nghiệp các đời chúa Nguyễn là Nguyễn Kim khởi nghĩa tái lập nhà Lê chống lại nhà Mạc, hình thành thế Nam Bắc Triều. Một hôm, đang đêm người này đứng dậy mở cửa ra sân, trông xuống dưới trại, thấy có hai khối tinh đỏ đồng đọc, tựa hồ như hai bó đuốc, sai người đốt đuốc xuống xem cái gì, thì té là Trịnh Kiểm đang ngủ ở chỗ ấy, hào quang từ trong mắt phát ra. Nguyễn Kim lấy làm kỳ lạ, gọi lên hỏi chuyện thì ứng đối giỏi giang, tài đảm hơn người nên trọng dụng. Theo cuốn Lịch sử Vương quốc Đàng Ngoài của linh mục Alexander de Rhodes, khi quân Mạc tấn công vào kinh thành, quân Nguyễn Kim rơi vào giữa vòng vây của địch. Trong tình thế nguy nan, Nguyễn Kim đã giao ước với các tướng rằng ông sẽ gả con gái cho ai có thể giải cứu ông và nghĩa quân ra khỏi vòng vây ấy. Nghe vậy, Trịnh Kiểm phi ngựa xông lên hăng hái đánh, giết giặc, cứu được Nguyễn Kim và mở đường huyết lộ cho nghĩa quân rút lui. Nguyễn Kim cũng y lời hứa gả con gái và giao nhiều trọng trách, đặc biệt là việc huấn luyện kỵ binh. Cuộc hôn nhân vương giả này là bệ phóng đưa Trịnh Kiểm lên đỉnh cao quyền lực. Trịnh Kiểm theo Nguyễn Kim đánh giặc lập được nhiều công trạng, được cử lên làm đại tướng, sai đốc binh ra đánh Nghệ An, dần dần tiến ra đến Thanh Hóa. Khi Nguyễn Kim mất, bị hàng tướng nhà Mạc đầu độc, toàn bộ binh quyền chuyển qua tay Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm năm ấy 42 tuổi, quyền uy rất lớn, lập hành điện ở Thanh Hóa cho vua Lê ở, chiêu tập hào kiệt làm chủ giang sơn phía nam từ Thanh Hóa trở vào, gọi Nam Triều, để chống lại nhà Mạc bấy giờ, vốn đang làm chủ vùng đất từ Sơn Nam trở ra, gọi Bắc Triều. Trịnh Kiểm được tiến vị phong làm Thái Sư, Dực Quận Công, sau lại thăng làm Lang Quận Công. Con Trịnh Kiểm là Trịnh Tùng, tài trí hơn người, giúp vua Anh Tông phá được quân nhà Mạc ở cửa biển Thần Phù, dần dần tiến binh ra thành Thăng Long, bắt được Mạc Mậu Hợp, đem lại được giang sơn cho nhà Lê, được tiến phong làm Bình An Vương. Từ bấy giờ con cháu họ Trịnh đời đời tập phong tước vương, quyền chính lấn cả thiên tử. Khi cuộc chiến Nam Bắc Triều vẫn còn đang tiếp diễn, thì vua Lê Trang Tông mất, vua Trung Tông lên thay được 8 năm cũng mất, chưa có ai kế vị. Trong tình cảnh ấy, Trịnh Kiểm có ý muốn xưng làm vua, nhưng còn lưỡng lự, chưa dám, mới sai sứ giả bí mật ra Hải Dương, xin ý kiến cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Trạng Trình lặng im một lúc không nói gì, rồi đột nhiên gọi người giúp việc trong nhà ra lớn tiếng bảo: năm nay mất mùa, thóc giống không được tốt, chúng mày nên tìm giống cũ mà gieo. Xong lại sang bên chùa bảo mấy chú tiểu:
hãy giữ chùa thờ Phật thì sẽ được ăn oản. Hai câu nói ấy hàm ý rằng, hãy tìm con cháu vua Lê, tức tìm giống cũ, và hãy giữ ngôi nhà Lê, tức giữ chùa thờ Phật, sẽ được mưa móc, ngọt ngào, tức ăn oản. Trịnh Kiểm hiểu ý Trạng Trình, mới đi tìm cháu ruột của Lê Lợi là Lê Duy Bang đưa lên ngôi, còn mình vẫn giữ vị trí làm chúa, song thực quyền vẫn nắm hết trong tay như nước chảy vào chỗ trũng. Từ đó Trịnh Kiểm giữ ngôi chúa, khởi đầu cho 12 đời chúa Trịnh, kéo dài suốt 249 năm. Điều này kể ra cũng ứng với những điều năm xưa cụ già nói với cụ tổ Trịnh Liễu, rằng ngôi mộ phát vương chứ không phát đế. Nắm quyền trong triều đình nhà Lê, trước hết Trịnh Kiểm lo đối phó với các con của Nguyễn Kim để củng cố quyền lực. Ông sai thuộc hạ giết con cả Nguyễn Kim là Nguyễn Uông, người con thứ là Nguyễn Hoàng sợ hãi nên nhờ chị gái xin Trịnh Kiểm xuống chân giữ vùng Thuận Hóa, Quảng Nam ở phía Nam. Trịnh Kiểm cho rằng giết cả hai anh em Nguyễn Hoàng sẽ mang tiếng, mà Thuận Quảng là nơi xa xôi, ô châu ác địa, nên bằng lòng cho Hoàng vào đó để mượn tay nhà Mạc giết Hoàng. Từ đó Trịnh Kiểm nắm toàn bộ quyền hành nhà Lê, xây dựng sự nghiệp họ Trịnh. Họ Trịnh nối đời cầm quyền nhưng danh nghĩa vẫn tôn phò, làm bề tôi cho nhà Lê. Hai họ sống chung trong cơ chế lưỡng đầu. Bởi vậy người đời truyền lại câu, Lê tồn Trịnh tại, Lê bại Trịnh vong. Cuối năm Kỷ Tỵ 1569, Trịnh Kiểm gần 70 tuổi, có điểm bất thường lại xảy ra tại huyện Vĩnh Lộc. Vào một đêm trăng giá buốt, một ngôi sao băng dài vài chục trượng đã ra xuống đất, phát tiếng nổ lớn, làm mọi người kinh hoàng. Sau đó Trịnh Kiểm qua đời, mộ phần được đặt cạnh mộ phần mẫu thân. Phúc phát từ ngôi mộ đế vương dòng họ Trịnh, truyền đến đời thứ 8 thì cạn phúc, và họa đã từ trong nhà khởi ra. Nhà Trịnh nắm hết quyền dưới thời Lê Trung Hưng và truyền được 8 đời. Nhà sử học Trần Trọng Kim đã tổng luận, họ Trịnh giúp nhà Lê Trung Hưng lên, rồi giữ lấy quyền chính, lập ra nghiệp chúa, lưu truyền từ Trịnh Tùng, con Trịnh Kiểm, đến Trịnh Khải, được 216 năm, từ năm 1570 tới năm 1786 là hết. Mầm mống suy tàn bắt nguồn từ đời thứ 8 là Trịnh Sâm, với hai sai lầm lớn. Một là đối với nhà Lê, Trịnh Sâm đã phế hoàng tử Lê Duy Vĩ, rồi sai người lập mưu giết đi. Hai là đối với nội tình phủ chúa, ông đã chốt con lớn tức Trịnh Khải để lập con nhỏ tức Trịnh Cán do tuyên phi Đặng Thị Huệ sinh ra làm thế tử, gây bất bình. Tháng 9 năm 1782, Trịnh Sâm mất. Đặng Thị Huệ và Huy Quận Công Hoàng Đình Bảo lập Trịnh Cán lên ngôi chúa với tước hiệu Điện Đô Vương khi Trịnh Cán mới 6 tuổi. Tuyên phi Đặng Thị Huệ trở thành người điều khiển triều chính giúp con cùng với Huy Quận Công Hoàng Đình Bảo, khiến quân đội và nhân dân bất bình. Tháng 10 năm 1782, Dự Vũ là tay chân của Trịnh Khải, xúi kiêu binh nổi loạn, giết chết Hoàng Đình Bảo, chốt ngôi Trịnh Cán, giáng xuống làm cung quốc công, rồi đưa Trịnh Khải, tức Trịnh Tông lên thay. Tuyên phi Đặng Thị Huệ bị chốt xuống thứ dân, sau tự tử. Trịnh Cán bị đưa ra ở phủ Lượng Quốc, rồi ốm chết, ở ngôi được gần 2 tháng. Nhưng Trịnh Khải ngồi trên chiếc ghế quyền lực chưa ấm chỗ, đã bị quân Tây Sơn từ phía Nam tấn công kinh thành Thăng Long. Trịnh Khải dù rất dũng cảm, lên voi chiến sông trận, nhưng thất thế trước sự tiến công như vũ bão của quân Tây Sơn, nên phải chạy lánh lên Sơn Tây, rồi bị bắt. Trên đường bị áp giải dừng lại ở quán nước, Trịnh Khải vớ con dao trên bàn đâm cổ tự vẫn. Dao vừa đâm vào cổ, vết thương chưa sâu, người áp giải vội giằng lấy con dao. Ông bèn lấy ngón tay chọc vào chỗ cổ mà xé vết thương rộng ra, để chết. Sau đó ông được Nguyễn Huệ khâm liệm tống táng chú đáo. Năm đó, Đoan Nam Vương 24 tuổi, ở ngôi chúa được 4 năm. Bấy giờ trong dân gian có câu, đục cùn thì giữ lấy tông, đục long cán gãy còn mong nỗi gì. Nghĩa đôi để chỉ Trịnh Tông, tức Trịnh Khải và Trịnh Cán. Sau khi Trịnh Khải chết, nhân lúc Tây Sơn rút về, phe cánh họ Trịnh bèn tìm lập bác Trịnh Khải là Trịnh Bồng làm chúa. Nhưng chẳng bao lâu thì lại bị Nguyễn Hữu Trình đánh dẹp, bỏ đi tu trong những ngôi chùa hẻo lánh trên vùng núi phía Bắc, chính thức chấm dứt nghiệp họ Trịnh. Quyền lực khuynh thiên hạ của nhà Trịnh chấm dứt, đúc kết lại trong hai câu ca dao. 200 năm đó đủ điều, cơ đồ tựa tiếng chuông chiều vừa tan,